Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh One Golf Center. Thì hai cú swing vừa rồi của Nhất chắc hẳn các bạn cũng đã thấy sự khác biệt. Và trong video ngày hôm nay, Nhất cũng sẽ giải thích cho các bạn về cách tạo lực cho cú đánh của mình hợp lý nhất. Và cái cách này là thường là cái cách của những vận động viên chuyên nghiệp họ dùng. Thì mục đích của chúng ta là tạo nên cái tốc độ của cái đầu gậy nhanh nhất có thể. Nhưng cái điều đó không phải đến ngay từ cách là chúng ta tạo cho cái tốc độ của đầu gậy đi thật nhanh sau khi chúng ta backswing. Thì cái cách đấy là thường là Nhất thấy những golfer nghiệp dư thường làm là họ cố gắng sau khi họ backswing, họ đưa cái đầu gậy đến trái bóng nhanh nhất có thể bằng cánh tay của họ. Thì điều đấy là sẽ làm cho cú đánh của chúng ta không có đạt được cái tốc độ cao, mà còn là làm cho cái cú đánh của chúng ta nhìn không có được smooth, không có được nhịp nhàng. Thì cái thứ tự để tạo ra cái tốc độ đầu gậy tốt nhất, giống như các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới làm, là sau khi họ backswing xong thì họ sẽ bắt đầu chuyển bằng chân và hông trước. Thì lúc chân và hông họ chuyển đi thì là cái thân trên của họ mới bắt đầu di chuyển. Thì lúc thân trên của họ bắt đầu di chuyển, sau đấy là đến cánh tay, và cái cuối cùng đi là đầu gậy. Nên cái swing của họ nhìn rất là smooth, rất là nhịp nhàng, nhưng cái tốc độ đầu gậy đạt được rất là cao. Và họ đánh xa và không có bị giống như là bị mệt. Tại vì các golfer nghiệp dư dùng cái cơ tay nhiều quá. Thì cái tay của chúng ta là một cái cơ rất là nhỏ so với cơ chân, cơ hông và cơ trên, giống như là ngực và lưng. Thì chúng ta nên dùng những cái cơ lớn nhất trong cơ thể của chúng ta để tạo ra lực, chứ đừng có cố gắng đánh bằng tay. Thì nếu mà Nhất làm chậm, làm slow motion thì sẽ nhìn giống như sau. Sau khi backswing, Nhất sẽ chuyển trọng lượng bằng chân và hông trước. Đấy, thì là khi các bạn thấy là hông và chân Nhất đi thì là người trên của Nhất cũng bắt đầu đi và cánh tay đi. Sau đấy là đầu gậy, là cái cuối cùng sẽ di chuyển. Thì swing sẽ nhìn ra như sau. Hy vọng video hôm nay giúp cho các bạn hiểu hơn được cái cách để tạo ra lực và tốc độ cho cú đánh của các bạn. Và nếu các bạn vẫn thấy là không có làm được cái kỹ thuật đấy thì Nhất nghĩ là các bạn nên tìm đến một PGA nào đấy để có thể giúp các bạn đạt được cái swing tốt hơn, nhanh hơn và đánh được xa hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin vui lòng bấm subscribe nếu các bạn chưa subscribe vào trang One Golf Center. Xin hẹn các bạn trong tiếp kỳ sau.